Chào các em, hôm vừa rồi chúng ta đã học bài căn bậc 2 số học. Thế hôm nay cả lớp đã thuộc bài chưa? Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay. Trong bài giảng có bụi phấn trăng bay bay trên tóc thầy. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mơ. Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, vẽ tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ông em đầy ru của mẹ, con cò trắng bay qua, câu ca sao ngọt ngào. Bài học đầu tiên sông vô lời biến xanh, cằn nò những cánh buồm chớ tiếng họ quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy đã dạy con đường tới tương lai, dù đất